Ngày 25 tháng 2, một đoàn tàu kéo theo 53 toa chở đá dăm tại Ấn Độ bất ngờ chạy trên đường ray trong tình trạng không có người điều khiển với tốc độ gần 100 km/h. Cụ thể, đoàn tàu nói trên khi đến ga Kathua ở bang Jammu, phía bắc Ấn Độ thì dừng lại để đổi lái tàu. Sau khi khởi động đoàn tàu, người lái tàu đã bỏ lại phương tiện, đi ra ngoài nhưng quên hãm phanh tay, dẫn đến sự cố. Địa hình dốc khiến con tàu tự chuyển động, tăng tốc tới 100 km/h và di chuyển quãng đường hơn 70 km. Sự việc chỉ dừng lại khi nhân viên nhà ga Unchi Basi, bang Punjab dùng các bao cát để chặn đoàn tàu. Ông Ashok Kumar, phó thanh tra cảnh sát đường sắt Ấn Độ cho biết, sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ tuyến đường sắt đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. May mắn vụ việc được ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ đang tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý vụ việc.